Tiến xin chào mấy anh em nha. Lời nói đầu tiên, Tiến chúc mấy anh em thật nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha mọi người. Hạnh phúc, bình an bên gia đình nha mọi người. Thì lâu rồi Tiến mới quay lại cái chủ đề vlog. Thì cũng nửa tháng này Tiến không ra clip nha mấy anh em. Thì hôm nay Tiến thông báo với mấy anh em một tin rất là vui là anh Tấn sắp ôm xe nha mấy anh em. Thì dự kiến thì khoảng tầm trong một tuần tới anh Tấn sẽ ôm xe chạy cảng. Thì trong quá trình anh Tấn đi lơ là hôm nay được là hai tháng nha mọi người ha. Thì sự nỗ lực của anh Tấn rất là cố gắng, hai tháng nha mọi người. Thì giờ Tiến sẽ quay anh Tấn cho mấy em xem. Thì quay anh Tấn. Hello mọi người nha, chúc mọi người buổi tối thật là bình yên nha mọi người. Anh Tấn đây rất là nghệ nha mấy anh em, giờ chạy ok hết rồi, giờ chỉ cần kiếm xe là chạy thôi. Thì Tiến có liên hệ với bên chị Loan nha mọi người. Chị Loan mà như phần có một anh Tuấn bên nè, anh Tuấn thì cũng anh fan, anh em trên kênh trên fan nha mọi người ha. Thì anh Tấn này qua bển thì sẽ được anh Tuấn sẽ hỗ trợ. Thì mong anh Tuấn bển sẽ giúp đỡ anh Tấn nhiều hơn trong công việc nha mọi người. Hiện tại thì anh Tấn anh vừa hạ công hàng ở các lái ra, thì do các lái hạn chế quay nên Tiến không quay nha mọi người ha. Thì đây là cái vị trí quay, vị trí hạ nè mọi người, vị trí hạ là Bui 6 U66. Thì hiện tại cái địa bàn các lái hay là địa hình hay là sa bàn các kiểu là anh Tấn anh nắm trong lòng bàn tay hết nha mấy anh em. Bây giờ anh Tấn anh bóp muốn hả hiểu vậy nè, vị trí hữu tục các kiểu là anh ok hết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi lấy rỗng ở gầu tôn Thủ Đức để mà lấy công dân mình về đóng hàng nha mọi người ha. Hôm nay Tiến đi ba tour, tour sau Tiến sẽ đi hạ cây mép. Thì ngày đầu năm mới này, cái chuyến hàng đầu năm mới thì Tiến rất là thuận lợi nha mấy anh em, trôi chảy công việc, mong mọi thứ một năm bình an, trải qua một năm kinh tế 2023 đầy khó khăn. Tiến chúc mấy anh em luôn vững vàng tay lái và thực hiện cái đam mê nghề tài xế của mình nha mọi người. Cố gắng mấy anh em nào mà đang dự định thi FC thì cố gắng mình thi lấy bằng FC nha mọi người ha. Rồi xem clip trên mấy kênh YouTube của mấy anh em hay chia sẻ nghề tài và mình theo dõi, mình học hỏi thêm. Hiện tại thì có anh Sơn Trần nè, Tiến nè, rồi một số anh em quay về xe lạnh, xe đường dài như là anh Tấn container nè, rồi là mấy anh kênh lớn như xe kéo vlog, thì mấy anh em có thể tham khảo nha mọi người. Mọi người có một chủ đề riêng. Thì kênh Tiến thì chuyên chia sẻ nghề công cảng ở khu vực miền Nam nha mấy anh em, và hỗ trợ mấy anh em theo nghề tài xế. Thì anh Tấn anh rất cố gắng nha mấy anh em. Anh Tấn này trước 2 tháng đã đi lơ với Tiến rồi, là bỏ mọi công việc xe tải, cái mức thu nhập 13-14 triệu tháng để mà quyết tâm theo Tiến học nghề nha mấy anh em. Bỏ hai tháng lương và một cái tháng lương thứ ba này của năm mới Tết này, đó là 3 tháng lương, gạt đi những cái sự vất vả trước mắt. Thì anh Tấn anh đã cố gắng thực hiện thành công, giờ chỉ có ôm xe nữa thôi. Thì anh Tấn anh đã hoàn thành hết 99% nha mấy anh em, còn 1% là ôm xe. Tấn này anh chịu nhiệt rất là tốt nha mọi người ha, chịu áp lực, chịu công việc, rồi ăn ngủ trên xe nè, ban ngày thì nóng nực phải ngủ trên xe, rồi nói chung rất là gò bó nha mấy em. Mình xe Mỹ thì mình thấy nó rộng rộng vậy chứ mình đi một thời gian rồi mình thấy là áp lực nha mọi người ha. Cái khuôn viên sinh hoạt nó cũng rất là nhỏ bé, nó nóng nực rồi mưa gió nữa, rồi nói chung là
đôi khi phải có một lúc về nản lòng ở nhà mấy anh em. Tiếng hồi xưa Tiếng từng đi lơ, Tiếng cũng có hiểu cảm giác đó. Đi lơ mà mình tối ngày mình để xe xuống vậy cũng áp lực lắm mọi người, mình không được đi đâu hết á, áp lực rồi chờ đợi đóng hàng các kiểu rồi nó rất là bức rứt trong người. Sau này anh Tấn anh sẽ ôm xe, anh sẽ tự chủ thời gian của anh hơn, anh sắp xếp được công việc nè, sắp xếp được thời gian cho bản thân, rồi cũng như là những cái hoạt động bên lề nhu cầu cuộc sống những lúc mà rảnh rỗi nha mấy anh em. Tấn này đi số cá là ngọt nha mấy anh em. Kiến thì chiều là ngày nào anh Tấn cũng lau chùi sạch sẽ nha mọi người. Mẹ Tiếng tâm sự với mấy anh em thôi nha mọi người. Thì Tiếng cũng ít quay trên kênh YouTube, thì mỗi anh em thì Tiếng quay rồi cũng được 6-7 clip, 5-7 clip để làm kỷ niệm nha mọi người. Lúc trước thì Tiếng quay rất là nhiều mấy anh em, thì do bên phía nhà máy yêu cầu gỡ clip hết á, nên Tiếng gỡ hết rồi, nên không còn lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm mấy anh em. Thì anh Tấn thì sau này anh buồn anh sẽ lên coi YouTube nha anh Tấn. YouTube về sau này sẽ nhìn thấy những quá trình của anh Tấn anh lơ rồi cũng như xem cái kỷ niệm hai anh em nha mọi nè. Hai anh em thì nói chung là đi hai tháng nay kỷ niệm rất là nhiều nha mọi người, vui có buồn có rồi, nhưng mà rất là nhiều niệm nhưng mà không có quay lên cho mấy em xem. Sau này anh Tấn thành công đám cưới rồi nha, nhớ mời em nha anh Tấn. Chỉ cần alo em một tiếng ở đâu Tiếng cũng tới nha mọi người. Anh Tấn này anh sẽ ôm xe Mazda 4 luôn nha mấy anh em. Thì bên công ty của bên chị Loan chạy xe Mazda 4 hết. Anh Tấn sẽ hoạt động ở tuyến Long Thành, khu nghiệp Long Thành và khu nghiệp vòng vòng ở dưới Mỹ Xuân Gò Dầu nha mọi người. Chuyện về cảng thì cũng chạy gần nhà Tiếng, thì sau này Tiếng sẽ có dịp thì sẽ review xe rồi theo chân anh Tấn nha mọi người, quay review cái công việc anh Tấn nha mấy anh em xem những lúc Tiếng rảnh rỗi. Lượng xe quanh quanh ở Sài Gòn này đầu kéo về đêm nó nhiều lắm nha mấy anh em. Chạy cảng thì mình chủ yếu chạy về đêm nhiều, anh em thấy không, rất là nhiều xe. Mong mấy anh em luôn ủng hộ kênh và chia sẻ cho kênh Tiếng Ngon Hóa Chuyển nha mọi ha. Thì, hiện tại xe công an đứng chặn dữ ta. Hiện tại thì Tiếng sẽ ít quay lại và cố gắng tập trung công việc cuối năm. Thì sau này Tiếng ổn định mọi thứ thì Tiếng sẽ cố gắng làm cái YouTube nhiều hơn, quay về xe nhiều hơn, rồi đi đây đi đó trải nghiệm những cái gì quay cho anh em xem. Hiện tại thì Tiếng sẽ trước mắt thì quay vòng vòng ở cảng thôi. Tiếng sẽ đi vào đường Nguyễn Văn Đồng nha mấy anh em. Thì ban đêm mấy anh em mà đi về Lương Sưng á, cái hướng cầu Rạch Chiếc đi xa lộ Hà Nội, mình đi đường Nguyễn Văn Đồng, đó Phạm Văn Đồng sẽ nhanh hơn khoảng tầm 2-3 cây số nha mọi người. Tại Tiếng lấy ở GoTool 73 nó sẽ mình đi cái hướng này nó sẽ nhanh hơn. Khỏi mất công mình lên cầu vượt trạm 2 mình quay đầu mình đi ngang ra nó tốn thêm 10-20 cây số nữa. Sẽ đi trong đường đây nè, trong đường vô cảng Phúc Long. Cái đường này thì thành phố cấm 10 giờ nha mọi người. Thành phố ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cấm xe tải, từ xe tải trọng lớn từ 6 giờ tới 10 giờ thì được phép chạy từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng thôi. Đi cho tạm gác máy nha mấy anh em. Rồi chậm Tiếng sẽ quay quá trình anh Tấn để rộng. Nếu chỗ đó đủ sáng thì Tiếng sẽ quay hết luôn, còn không thì Tiếng sẽ ra cổng Tiếng quay.
thủ tục anh Tấn lên làm giấy tờ cũng như mọi clip khác đây nha mọi người. Qua chạm luôn em, qua chạm chạy sát lại xi nhan bên tài chờ đèn quẹo vô. Từ 10k nha mọi người, mình sẽ chờ đèn mình quẹo vào. Cái chỗ này hồi xưa anh Đạt ảnh bo cua leo lên cái mũi đó nha mấy em, nên mũi bê tông rất nguy hiểm. Mà lúc giờ câu điểm đó tiếng phải ve ra, anh Đạt anh bo cua không được rồng nha mọi người. Để xem ấy, bây giờ anh Tấn anh bo như thế nào. Anh sẽ lấy rồng rồi xác và đi móc qua đây, đi sẽ hỗ trợ canh xe máy nha mọi người. Móc em, móc vừa rồi, móc vừa vô. Rồi trả lái, đập ra đi số luôn. Mình đi đoạn sông Hành này và mình tới cái ngã ba đầu tiên mình quẹo trái vô nha mọi người. Trái vô đi hết đường. Đi hết đường xong rồi mình gặp ngay chỗ cái bãi xe container mình quẹo phải. Quẹo phải xong rồi mình quẹo trái nữa ra đường Phạm Văn Đồng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đường này vô Phúc Long luôn nè, cảng Phúc Long. Mà chở vợ heo rất là thương vợ nha mấy anh em, không dám để ở nhà sợ vợ buồn. Chở vợ heo hai vợ chồng trên xe hữu hỷ với nhau sẽ thú vị hơn. Hết đường mình sẽ quẹo phải nha mấy anh em. Mấy anh em thấy cái phong cách của anh Tấn thì nó chạy rất là ok nha mọi người, tại vì anh Tấn anh đã chạy xe tải rồi, đã có bằng FC rồi. Thì anh Tấn đây là tìm hiểu trên mạng rồi tự kiểu như là tự tìm tòi để mà thi bằng FC thôi nha mấy em, không chưa bao giờ đụng vô cái mọt luôn. Thì anh Tấn anh cố gắng anh thi đậu, bây giờ anh đi học kinh nghiệm nữa thì quá ok rồi. Mấy em phải có quyết tâm giống như anh Tấn nhiều ha. Còn anh Đạt thì yếu hơn. Anh Đạt thì do anh Đạt chưa có bằng C nhưng mà anh Đạt đi tiếng thì chưa có bằng C. Tiếng thì hẳn hẳn luôn, hẳn tí xíu nữa. Vô tới khúc bãi xe container, bãi đá. Chạy về đêm anh thấy quay quanh Sài Gòn nó cũng lẹ, nhưng mà cái bữa nào kẹt xe thì nó lâu thôi. Còn được bữa nào vắng thì chạy cũng thú vị lắm nha mấy anh em. Chạy xong rồi thấy rỗng rồi ghé ăn uống đồ đó, nói chung cũng thoải mái tinh thần, không có áp lực nhiều. Cái vùng ven Sài Gòn thì tiếng đi được nha mấy anh em, còn mà cái đường mà trong thành phố thì tiếng bó tay rồi. Tiếng không có gì đi đường thành phố nha mọi người. Thường thì chạy cảng thì sẽ có một cái vài công ty sẽ yêu kiều có yêu cầu rành kinh nghiệm là rành đường nội thành nội địa thành phố nha mấy anh em. Thì thường mấy công ty đó là chuyên chạy đêm, chuyên những khách hàng ở trong thành phố nên yêu cầu tuyển tài xế có kinh nghiệm chạy thành phố. Có nhiều công ty không yêu cầu chạy rành thành phố. Hiện Tấn đây anh rành đường thành phố luôn nha mọi người, do anh Tấn anh chạy từng chạy xe tải rồi nên đường thành phố rất là rành. Tiếng thì chỉ quanh quanh ở ngoài những cái đường lộ đường lớn như kiểu như là Solo Hà Nội này nọ thôi, qua mấy cụm cảng thôi. Còn vào thành phố thì tiếng chưa rành nha mọi người. Hồi xưa tiếng chạy bình thường cho phát thì chỉ có đi đường từ ngày xưa mình đi qua cầu Sài Gòn thì tiếng đi đường, mình đi đường Cộng Hòa rồi Hoàng Nhân Phụ rồi
Hoàng Văn Thụ rồi mình đi ra tới Trần Xanh rồi. Còn mà tiếng đi mà bắt tiếng đi vòng vòng rồi tiếng bó tay à. Phạm Văn Đồng nha mấy anh em. Thì đi ra là tới ngã tư Linh Xuân đây nè. Đường này cấm 10 giờ. Từ thành phố thì hai bên nhà rất là đông nha mấy anh em. Dân nữa đi kín hết nên xe cấm xe tải trọng cao. Còn mấy đường lộ thì dân là ít. 10 giờ mới được phép đi. Đêm cảnh rất là đẹp nha mọi người. Xe chạy hôm nay xe còng chạy rất là lướt, rất là đẹp. Đèn nữa rất là tâm trạng. Tấn này cũng đang tâm trạng nha mà. Tâm trạng buồn. Ok. Đây rất là đẹp nha mọi người. Một cái khung cảnh về đêm của Sài Gòn rất là đẹp. Tài xế này mà có người yêu xa nhà chắc cũng nhớ lắm. Giống như anh Tấn nè. Anh Tấn rất là nhớ người yêu nha mọi người. Do công việc rồi, do tương lai rồi dạ. Phải mục tiêu phía trước nữa. Nên phải cố gắng. Không được phép yếu lòng. Dù gì cũng phải cố gắng nha mọi người ha. Cái nghề tài xế mình phải cố gắng và tìm cho một người người bạn đời móc rồi, thấy nó móc rồi. Phía trước có tai nạn ha, thấy công an quắc quá trời luôn. Bên này thấy rất là nguy hiểm. Xin nhà từ từ nhường cho đẩy qua trước. Bên này thấy rất nguy hiểm. Xe công thì mỗi lần mà tai nạn hay là gì á mình phải lách ra rất là vất vả nha mấy anh em. Nó dài quá. Chuyển tầng như chưa chuyển tầng. Nó dài quá rồi khi mình những cái vụ tai nạn á mình xào chẻ cái là khó. Mình phải cần cái không gian mình xin đường nữa. Mình xin trước phải 50-60 mét rồi mình phải lại lại từ từ ra để mà lọt gửi xác xe của mình. Thì xác xe của mình nó dài cũng 17-18 mét rồi. Tới cầu vượt cho em chưa tới à? Em mới lấy công ra ra tới cổng nha mấy anh em. Tiếng đang đu cửa. Tấn sẽ xuống mở cửa tiến kiểm trả sơ cái công nữa nha mọi người. Lấy giấy mình ghi số công cho. Đang ghi số công cho anh ta. Đang đi game map nha mấy anh em. Thì đang đổi tài cho anh Tấn. Thì anh Tấn ngủ gục rồi nha mọi người. Giờ tôi sẽ tranh thủ hạ cái map và xíu dòng lên nha. Ghé ăn bún nha mọi người. Ghé ăn bún bò hoặc là phở vậy. Xong rồi lấy rỗng về. Tranh thủ cho kịp lấy rỗng kịp buổi giấc 6 giờ sáng nha mọi người. Hồi 5:30 6 giờ sáng thì lượng xe rất là đông, công nhân rất là đông. Rồi đường xá thì mấy cái giao lộ ngã ba ngã tư người ta sẽ mở tín hiệu lên, nó sẽ xe cộ nó sẽ kẹt. Thì chạy công thì lúc nào cũng tranh thủ lúc ban đêm nha mấy anh em, xuyên suốt. Đồ ăn lúc nào mấy anh em cũng thấy không?
bánh trái rồi kẹo xương cơm rồi bánh nữa nè. Kẹo xương cơm fornia nè mọi người. Thì dắt tối thì nãy Tiến với anh Tấn thì làm hết 2 ly cà phê nữa để tranh thủ mà chạy xuyên đêm. Hạ công hàng cái mép xong rồi bị hư nha mọi người, tao bị rước dây cò ro rước dây cò ro nó bị cháy lúc lạnh rồi. Giờ Tiến sẽ quay đầu về đầu ra ra để cho sửa rồi Tiến sẽ kết thúc video nha mấy anh em. Mong mấy em luôn ủng hộ kênh nha, do gặp sự cố bất ngờ quá, giờ cũng khuya mệt quá rồi. Giờ Tiến sẽ tạm gác máy rồi Tiến quay về ra rồi. Xe bị sôi nước nha mọi người, do Tiến chạy ráng về bãi khoảng tầm từ ngoài ngã ba Nhân Trạch mà chạy vào tới bãi xe khoảng tầm 5 cây số, nhưng mà ráng bò không được nha mấy anh em. Đi giữa đường bị sôi nước rồi, giờ đang hụt nước, phải dỡ cabo lên chờ máy nguội, chờ cho nó máy nguội xuống tí nữa rồi Tiến sẽ tranh thủ Tiến chạy vào bãi luôn. Đây mai giờ kiểm tra anh Tấn anh đang lấy nước để mà chăm him nha mọi người, nước thì nước rửa tay. Bây giờ chăm 3 bình, 3 bình là 4,5 lít là chưa đầy nữa. Này, chạy đêm có hơi vất vả. Hy vọng bình này ở đây nha mọi người. Rồi, 4 bình ở đây. Tương đương với 6 lít. Thì coi cái kim rồi nó tụt xuống bao nhiêu rồi, nhưng mà xuống khoảng nằm dưới 100 thì Tiến sẽ tranh thủ Tiến chạy vào. Bật đồng hồ, nước vẫn còn cao nha mấy nha, 108 lận. Tiến sẽ để chờ lâu tí nữa, chờ khoảng nào mà nửa tiếng nữa cho nó giảm xuống khoảng tầm 100 này thì rồi Tiến sẽ tranh thủ chạy vào. Cái xe mắt pho này thì nước trên 200 mình sẽ bị sôi nước nha mọi người, nếu mà quạt nó ly tâm nó không mở thì sẽ bị sôi nước, sẽ nằm đường nha mấy anh em. Anh em thấy các góc quả chạy đêm chạy hôm rồi xe hư nằm đường rất là cực. Thì liên quan mấy cái vụ dây cò ro này, nói chung mà là nó bị như thế nè, mình không thể nào kiểm tra được, có khi nó bị lóc một lần rồi nó bị nhiều vấn đề lắm. Đang khá là buồn thì giờ Tiến sẽ nằm chờ cho nó nước sôi tí nha mọi người, cho nó chờ cho nước nó giảm xuống tí dành thủ Tiến chạy vào lại. Tấn ở cảm nhận như thế nào anh Tấn? Nay xe hư nằm đường đầu tiên luôn á anh Tấn, đi nhà hàng này là ngày đầu tiên thấy xe hư luôn à. Khá là vất vả nha anh em.